chào tất cả mọi người, mình sẽ chia sẻ cho anh em một kỹ thuật là kỹ thuật CE fake out ha. CE fake out như thế nào cho nó đúng? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ thuật này với góc nhìn của cá nhân mình. Thì cũng mong rằng anh em có thể tham khảo được một góc nhìn mới ha, để có thể củng cố cho cái chiến lược trading của mình. Ok anh em ha, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Và ở trong những phiên live hôm trước á, thì mình đã có chia sẻ cho anh em về mẫu hình nến fake ha và cách đánh AMD như thế nào rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách CE AMD ở khung thời gian H1 ha, như thế nào là đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Bữa trước mình đã có chia sẻ cho anh em một cái mẫu hình nến là mẫu hình nến fake. Thì giờ mình sẽ vẽ lại ha. Thì đầu tiên mình sẽ vẽ một cây là cây Model 3 ha, cây Model 3. Và sau đó mình sẽ mượn tượng nó lên một cái vùng. Đây là một cái vùng range giá nha mọi người, đây là một cái vùng range giá ha. Sau đó trong đó là có những cây nến nó sẽ đi biên độ ở trong cái cây Model 3 này được chưa ạ? Cây Model 3 này thì mình được gọi là gì ạ? Range giá ha. Được gọi là range giá. Thì ở đây nó hình thành một cái phase, được gọi phase gì ạ? Phase này là gọi là phase AMD ha, phase A ha, accumulation. Được chưa? Đây là một phase accumulation. Thì khi mà nó hình thành được một cái phase đi ngang như thế này rồi á, thì nó sẽ có hai trường hợp. Nó có hai trường hợp fake out ha. Một là trường hợp đóng nến phía trên ha. Trường hợp một là trường hợp đóng nến phía trên. Mình sẽ vẽ nó là một cây màu xanh, được chưa? Trường hợp đóng nến ngoài range ha, bằng một thân nến ha. Thì cách CE như thế nào ạ? Đây là trường hợp một. Khi giá đóng bằng thân nến ở phía trên cạnh range trên thì CE, khi mà CE fake out á, là giá nó phải kêu lại cây nến fake out này ha, cây nến đóng ngoài range này này, bằng một cây nến giảm, được chưa? Bằng một cây nến đỏ như thế này ha, bằng một cây nến đỏ như thế này, được chưa? Bằng một cây nến đỏ như thế này thì giá xác nhận là gì ạ? Giá xác nhận fake out ha, giá xác nhận fake out. Đóng như thế này cũng được ha, giá xác nhận là fake out rồi. Lúc này mình sẽ tìm một cái vùng zone ở khung M15 hoặc là khung H1 luôn cũng được ha. Sẽ tìm một cái vùng zone ngay ở vị trí này và mình sẽ gì ạ? Và mình sẽ xem xuống. Ha, đây là trường hợp đầu tiên. Trường hợp đầu tiên là đối với trường hợp là nến đóng thân ở cạnh range ha, đóng thân ở cạnh range thì mình chỉ cần giá nó đóng cửa dưới cái cây nến mà đóng thân ở ngoài thôi là coi như giá đã xác nhận được là cái cây này là cây fake out. Chưa mọi người? Cây là cây fake out ha. Và mình sẽ tìm một cái vùng zone ở khung M15 và mình sẽ xem úp xuống, được chưa? Đây là trường hợp đầu tiên. Còn trường hợp thứ hai, giá không đóng thân nến ha. Trường hợp thứ hai giá không đóng thân nến mà giá nó chỉ quét râu như thế này thôi. Giá nó chỉ quét râu ngoài cạnh trend như thế này thôi thì mình sẽ CE như thế nào? Đối với trường hợp thứ hai giá quét râu ha, thì mình sẽ bắt buộc là phải đợi giá nó đóng cửa. Đóng cửa ha. Giá một cây nến đỏ đóng cửa hoàn toàn ở cạnh dưới của range ha. Trường hợp đầu tiên á, là giá đóng bằng thân thì chỉ cần giá đóng cửa dưới cây nến mà bằng cây nến đóng thân thôi là xong. Nhưng mà đối với trường hợp quét râu ha, thì mình phải bắt buộc đợi nó phải đóng cửa dưới cạnh range này thì giá nó mới CE cho mình ha, giá mới CE. Thì khi mà giá nó đóng cửa dưới range như này rồi á, thì mình chỉ việc tìm một cái vùng zone supply ở đây. Được chưa? Tìm một vùng zone, một cái supply zone ở đây để mình limit zone. Mình có thể chọn vùng zone H1 cũng được, hoặc là mình có thể chọn zone ở khung M15 cũng được ha. Khi mà H1 CE rồi á, mình có thể limit một trong hai khung là khung M15 hoặc là khung H1. Khung H1 nếu trường hợp mà nó xấu quá thì mình có thể tối ưu ở khung M15. Thứ nhất là để cho nó tối ưu cái RR của mình nhanh hơn. Thứ hai nữa sẽ nó mau TB hơn ha. Được chưa? Đây là hai trường hợp mà mình CE đối với trường hợp là giá fake out. Được chưa? Giá fake out. Còn trường hợp mà break out thì như thế nào ạ? Break out. Nếu trường hợp có một cái nến đóng thân ở trên cạnh range như thế này ha. Có một trường hợp đóng thân trên cạnh range như thế này thì mình sẽ đợi một cây nến tiếp diễn tăng ha. Mình sẽ đợi một cây nến tiếp diễn tăng
Mà cây tiếp diễn này á, nó phải đóng cửa trên cái cạnh râu cao nhất ha. Đóng cửa trên cái râu cao nhất này thì xác định là gì? Xác định breakout. Và khi xác định được breakout rồi thì mình sẽ tìm một cái vùng zone là demand zone ở đây ha. Nó có thể là khung H1 và cũng có thể là khung M15. Quan trọng là do cái chiến lược của mình tối ưu thôi ha. Thì khi mà xác định được breakout ha thì mình sẽ có một cái vùng demand. Còn khi mà vẽ trend á thì nó sẽ có hai cách vẽ. Một là vẽ những cây nến đi ngang. Hai là có, nếu mà có cây mo thì ba. Và sau đó có những cây nến đi phía trong như này thì nó là dạng nến fakey ha. Nến fakey thì mình sẽ, nói chung là về trend á, là cái này mình chưa có một cái công thức chính xác nào để vẽ trend ha. Thì tí nữa mình sẽ recap lại một số lệnh. Và cho anh em hiểu cách mà mình phân tích và cách xác nhận và mình đang chia sẻ như thế này ha. Hôm nay không có backtest ha, hôm nay sẽ recap cho anh em cách vô lệnh theo AMD và cách xác nhận nến như thế này để cho anh em hiểu được cái quy trình mà mình đánh hàng ngày như thế nào ha. Ok anh em ha, bây giờ mình đã chia sẻ hai trường hợp rồi thì bây giờ mình sẽ vô, mình lấy ví dụ cho anh em ha. Hôm nay mình sẽ lấy ví dụ cho anh em những trường hợp nào đóng nến và những trường hợp nào quét râu để cho anh em có thể hiểu rõ được là những tín hiệu này có để đủ điều kiện mình có thể đánh hay chưa. Được chưa? Bắt đầu nha anh em. Hai trường hợp này mình chia sẻ thì có anh em nào không hiểu không ạ? Một là trường hợp đóng nến, hai là trường hợp quét râu ha. Nó chỉ có hai trường hợp này thôi nên anh em phải cố gắng phân biệt được ha. Chứ không nếu mà anh em bị lầm hai trường hợp này thì một là anh em có thể hụt lệnh, hai là có thể dẫn đến cái rủi ro giao dịch của mình ha. Mình nói lại ha, đối với trường hợp đóng nến ra ngoài range, xác định fake out chỉ cần giá đóng ngược lại dưới cái nến này thôi là đã xác nhận fake out rồi. Còn trường hợp 2 giá quét râu ha, giá quét râu thì anh em phải đợi một cây nến là cây nến giảm ha, nó phải đóng cửa dưới cái đáy range này thì mới xác nhận ha anh em ha. Ok ha, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ nè. Mình sẽ lấy ví dụ trong tuần vừa rồi thôi nha anh em, trong tuần vừa rồi thôi, những cặp mà có tín hiệu xác nhận chuẩn theo góc nhìn của mình. Được chưa? Có con vàng đi ha, lấy con vàng đi ha. Đây ạ. Con vàng thì hôm thứ 5 ha, nó có một cái kèo AMD cực kỳ xịn. Được chưa? Bây giờ thứ nhất là ngày thứ 5 này anh em nhìn thấy này. Ở trong phiên Á ha, từ lúc 7 giờ sáng cho đến tới lúc 2 giờ chiều thì giá nó đã đi hoàn toàn nằm trong một cái cạnh range này. Em thấy không? Ở trường hợp này anh em có thể vẽ nguyên cây đo đợt 3 này ha. Thì có nghĩa là giá đang đi trong cái hộp này, em thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây. Mà sau đó sao? Sau đó giá nó quét. Lần đầu này giá nó quét ở cạnh trên ha, giá nó quét cạnh dưới, nhưng mà sau đó giá nó không đóng cửa ra ngoài range. Ở trường hợp này anh em, có nhiều anh em sẽ bị mắc lầm tưởng ha, khi mà giá đóng nến dưới cái range này là bị anh em xác nhận đóng cửa đúng không? Nhưng ở đây chưa nha mọi người. Trước đó có một cây nến quét râu thì nếu mà xác định giá đóng cửa dưới range á thì nó bắt buộc phải đóng cửa dưới cái cây này thì mới xác định dưới range ha. Chứ còn cái thân, mặc dù là thân nến nó đã đóng dưới range trước đó rồi nhưng mà trước đó có một cây quét này. Đây là những trường hợp đóng nến hợp lệ ha. Thì anh em coi lại cái phần kiến thức nền tảng này ha. Bây giờ ví dụ nha, nếu mà cây nến này muốn xác nhận dưới range này á, thì nó phải đóng tiếp tục dưới cái cạnh cái cây nến này thì nó mới xác nhận là đóng dưới range nha mọi người. Và ở trường hợp này á, giá nó lại tiếp tục quét ở cạnh dưới ha, quét ở cạnh dưới và sau đó giá xác nhận bằng một cây tăng, là cây này là cây sao ạ? Trường hợp thứ hai ha. Trường hợp này là trường hợp quét râu thì cần phải giá đóng nến ngoài range trên thì mới xác nhận, được chưa? Mới xác nhận thì lúc này mình xuống khung M15. Mình xuống khung M15 và mình có được một cái vùng demand zone ở đây. Đây là một cái vùng demand zone thì mình có thể limit và lệnh này đủ TB3R ha. Đủ TB3R trước khi mà tin nó ra nó quét. Được chưa mọi người? Đây là trường hợp đầu tiên. Được chưa? Trường hợp mình lấy ví dụ cho mọi người hiểu ha, trường hợp AMD. Để mình coi còn ví dụ nào không. Đây, tiếp tục nè. Tiếp tục ở trường hợp này,
Thì mọi người nè, thấy ở đầu viên á ha, từ lúc 1 giờ sáng cho đến tới 9 giờ sáng thì giá nó đi sideways ở trong cái biên độ này, mọi người thấy không? Sideways ở trong biên độ này. Được chưa? Sideways ở trong biên độ này thì bây giờ tới lúc mà 8 giờ sáng này là 9 giờ sáng ha. 9 giờ đóng cửa cái đến 8 giờ là có nghĩa nó quét một pha quét râu. Khi mà giá quét râu rồi á thì mình cần gì ạ? Mình cần nến đóng dưới range ha để xác nhận. Thì ở đây mình có thể vẽ giá đóng cửa của một cái hộp này cũng được, hoặc là anh em có thể vẽ nguyên cái phần râu này cũng đều được ha. Và bây giờ cái nến này là cái nến xác nhận lúc 1 giờ trưa, nến xác nhận ha. Thì khi mà nến xác nhận fail breakout ở cái vùng đỉnh này rồi thì anh em chỉ có việc limit thôi. Đây là một lệnh win cho mọi người, đủ TB3R. À, đây là một lệnh win đủ cho mọi người TB3R. Tiếp theo, ngày tiếp theo này, anh em nhìn thấy ha, ở trường hợp này, ở ngày tiếp theo nó là trường hợp breakout. Anh em có thể nhìn thấy ha, ở ngày đầu tiên, ở ngày đầu ngày ha, nó giá nó sideways ở trong cái vùng giá này. Em thấy không? Thì anh em có thể vẽ luôn cái cây nến đen này cũng được, chưa? Đó, giá đi sideways trong cái hộp này thôi. Và sau đó giá breakout lên. Nhưng khi giá breakout lên rồi, nó không kêu ngược lại ha, mà nó tiếp tục có một cái nến tiếp diễn. Có một cái nến tiếp diễn thì chứng tỏ gì ạ? Đây là một pha breakout. Breakout đúng không? Thì mình sẽ gì ạ? Có một cái vùng zone dưới đây để mình gì? Mình limit. Ha, đây là một vùng zone để mình limit buy. Được chưa anh em? Đây là cái xác nhận AMD mình vừa xác nhận ha. Đây là trường hợp breakout. Còn đây là trường hợp thứ hai là trường hợp quét râu này. Bây giờ mình sẽ lấy một số ví dụ trường hợp đóng nến ha. Mình sẽ có con US30. US30 ha. Đây, trường hợp đóng nến nè. Ở đầu phiên á anh em nhìn thấy không? Có 1, 2, 3, 4 cây à, trường hợp này có 4 cây đi ngang. Dạ. Giá accumulation, sau đó giá đóng cửa dưới này anh em thấy không ạ? Sau khi giá đóng cửa phía dưới, đồng thời nó chạm vô gì ạ? Chạm vô cái Mazuking. Dạ, giá Mazuking này đang kiểm soát thị trường ha. Và sau đó anh em nhìn thấy không? Không có một cây nến nào tiếp diễn hết. Chưa ạ? Trường hợp này không đóng nến hợp lệ ha. Đây là quét râu. Nếu mà nó muốn tiếp diễn thì bắt buộc nó phải đóng nến dưới cái râu nến này thì nó mới tiếp diễn ha. Thì mới xác định là gì? Mới xác định là breakout. Nhưng trường hợp này không có một cái nến nào tiếp diễn hết. Và giá nó quay ngược lại kêu cái nến đóng nến ngược này, anh em thấy không? Đóng nến ngược ha. Chỉ cần đóng nến này thôi là đã xác nhận fail breakout rồi. Không cần phải đóng nến trên cái range này. Chỉ cần kêu ngược cái nến mà nó đóng cửa phía dưới thôi. Chưa anh em? Xác nhận rồi ha. Thì anh em bật qua khung M15, anh em nhìn thấy này, đây có cái Mazuking này. Thì anh em bật qua M15 ha. Thì ở đây có một cái vùng zone để cho anh em limit. Ok ha. Một cái vùng zone này để cho anh em limit. Được chưa? Và lệnh này có thể là một lệnh win ha. Đây là mình recap thôi, lệnh đã giá là chạy là mình recap lại. Mục đích recap là để cho anh em hiểu rõ được cái quy trình phân tích, cách xác nhận ha. Chứ lệnh này mình không có trade được. Và lệnh thứ hai là lệnh này ha. Thì đối với cái lệnh này nè, anh em nhìn nè, thì anh em nhìn thấy là nến nó đi biên độ rất là nhỏ và nó đang nằm trong một cái nến MOR 3 là cái nến này. Được chưa? Một cái nến MOR 3 là nến này. Và tiếp tục giá fake out ở đáy. Và khi mà giá fake out ở đáy mà dạng quét râu ha, dạng quét râu như thế này, thì mình phải đợi giá nó đóng cửa trên cạnh range. Dạ, là chính là cái này xác nhận. Đúng chưa? Cái này xác nhận, khi mà giá xác nhận rồi thì mình lại có một cái vùng zone ở đây. Mình limit. Thế là xong. Được chưa mọi người? Đây là cái đánh AMD và cái xác nhận có hai trường hợp cực kỳ dễ. Nhưng mà để rèn luyện cho nó thành thạo thì mọi người phải cần rất nhiều thời gian. Ở trong khi đó là mình đánh với cái mẫu hình này cũng tầm hơn 2 năm rồi. Nên cái mức độ thành thạo nó sẽ thành thạo hơn rất nhiều so với những người mới tập ha. À, anh em mới tập về cái mẫu hình này và cách xác nhận á, thì sẽ mất một thời gian khá là lâu để anh em có thể thích nghi được ha. Và tiếp tục mình sẽ tiếp đây này, đây là có tiếp tục mẫu hình AMD nữa này, thấy không? Thì ở đây ha, nó có rất nhiều cây nến nó đi inside 3 ở trong cây nến MOR 3 này, được chưa ạ? Ha, rất nhiều cây nến ha. Và ở trong này phiên á, cái phiên án là đi nằm inside 3, nằm ở trong cái cây nến MOR 3 này luôn, anh em thấy không? Đây ạ, đây là phiên á ha. Thì ở trường hợp 1 nè, anh em nhìn thấy ha, đầu tiên giá nó quét đỉnh phiên á,
sau đó giá đóng cửa dưới, được chưa? Thì một cái nến này mình chưa xác nhận được ha mọi người, mình chưa xác nhận được, mà mình phải đợi thêm một cái nến đóng tiếp diễn nữa, chính là cây này ha. Cây này đóng tiếp diễn dưới cái này, và đồng thời sao nó đóng cửa dưới cái MOL 13 này luôn. Thì khi mà có cây nến này này, đợi một xíu, đây có cái nến này tiếp diễn ha, xác nhận thì anh em lại có một cái vùng zone đây để anh em có thể limit, được chưa? Thường thường cái setup của mình á, tín hiệu nó sẽ xuất hiện ở trong phiên Âu là đa số ha. Trong phiên Âu là đa số. Cây nhỏ đi men. Cây này không tính nha mọi người. Khi có một cây nến quét râu phía này, nó cây râu thấp nhất là nằm ở đây. Nếu mà muốn tiếp diễn á, thì cây thân nến nó phải đóng cửa dưới cây râu này. Đóng cửa dưới cái râu này ha thì mới xác nhận là đóng nến dưới ha. Còn nếu mà thân nến của nó vẫn nằm trong cái phần râu này á, thì mình vẫn không tính là đóng nha mọi người. Mặc dù là cây thứ hai cái thân nó đóng rồi, nhưng mà mình phải so về cây phía trước nó đã đóng dưới cái cây này chưa. Đây là trường hợp là kỹ thuật đóng nến hợp lệ ha. Đây là thuộc về kiến thức của FNC, được chưa mọi người? Đây là thuộc kiến thức của NMC ha. Đây là thuộc kiến thức của NMC thì mọi người có thể tham khảo về cách xác nhận đóng nến làm sao cho nó hợp lệ ha. Mình sẽ chia sẻ cho anh em cách xe như thế nào hợp lệ thôi. Còn cách đóng nến như thế nào hợp lệ thì mọi người phải xem lại kiến thức nền tảng ha. Đây là một kiến thức nền tảng thôi. Cách đóng nến như thế nào hợp lệ, đây mình không chia sẻ ha. Mẫu hình này ha, thì hôm nay đang chia sẻ với góc nhìn là xác nhận fake out và break out thôi. Hôm nay ha, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cách làm sao để tăng xác suất win của cái kèo AMD này lên, được chưa? Ví dụ như xu hướng tổng của mình ha, xu hướng chính của mình ha, vẫn đang là giảm, được chưa? Và mình tìm được một cái vùng supply zone, và mình xác định được một cái vùng supply zone để cancel, đúng chưa? Sau đó giá nó hồi lên tới đây thôi, và nó hình thành gì ạ? Hình thành phay A ở đây, hình thành phay A ở đây, và nó hình thành một cái range giá ngay vị trí này. Nó hình thành một cái range giá ngay vị trí này. Thì khi mà hình thành được cái range giá ngay vị trí này, mình sẽ có hai cách entry. Một là mình sẽ gì ạ? Mình sẽ limit ở một cái lệnh ở đây. Tại vì khi mà nó hình thành một phiên giá đi ngang như vậy rồi á, nó hình thành một phiên giá đi ngang như vậy rồi sao ạ? Nó đã build được thanh khoản ngay đây rồi. Thì mình sẽ limit ở cái vùng supply zone này luôn. Là lệnh đầu tiên. Còn trường hợp mà nếu mà anh em đánh theo AMD thì anh em phải đợi ha, đợi giá fake out chạm vô cái vùng supply zone này và giá CE. Thì khi mà chạm vào vùng supply zone này nó có hai dạng chạm. Một là gì ạ? Giá nó quét râu. Hai là giá đóng nến, được chưa ạ? Giống như hai trường hợp mình có chia sẻ. Một là giá nó đóng một cái nến căng này luôn. Một cái nến căng ở đây. Và mình chỉ cần đợi giá nó đóng cửa dưới cái nến này thôi là xong. Mình sẽ tìm zone limit. Còn trường hợp 2 là giá nó quét râu. Ví dụ giá nó quét râu ở đây. Giá nó quét râu. Đó, trường hợp ví dụ như giá nó quét râu mà nó chạm vô cái vùng supply zone này thì mình bắt buộc phải đợi một cái nến đỏ đóng cửa dưới cái range này thì mình mới sell được ha. Đó là cách sẽ chuẩn theo cái góc nhìn cá nhân của mình mà mình chơi trong thời gian dài ha. Không có sách nào chỉ cái này. Và mình chơi một thời gian dài thì đúc kết được hai trường hợp này. Mong muốn rằng có thể giúp cho anh em tăng được tỷ lệ win rate khi mà chơi theo mô hình AMD, được chưa? Ở trong lý thuyết của cung cầu với lại lý thuyết của SMC, nó có một cái thuật ngữ, có cái thuật ngữ là mitigate. Anh em đang bị lầm tưởng mitigate giữa SMC và mitigate của supply demand, được chưa? Ví dụ như đang giá đang chạy như thế này đi, và nó chạm vô một cái vùng supply zone ha, và nó tạo ra cho mình được một cái new supply ở đây, một cái new supply ở ngay vị trí này ha. Thì cái vùng trên này không còn là supply zone nữa, mà nó chuyển thành mitigate. Có nghĩa theo lý thuyết của thằng supply demand á, khi mà nó chạm vô một cái vùng supply nào đó, nó tạo ra một cái vùng supply mới, thì cái vùng supply này được gọi là vùng mitigate, là được gọi là cái vùng kiểm soát ha, vùng kiểm soát. Còn theo lý thuyết của SMC, mitigate và unmitigate á, nó thuộc là zone đã bị test và zone chưa test ha. Nên anh em phải phân biệt được cái mitigate này nha. Chứ lầm tưởng mitigate là sẽ nó sẽ ảnh hưởng tới
được cái kết quả giao dịch của mình, được chưa? Và theo cách mình chơi á, cách mình chơi trước giờ ha, là mình sẽ chơi theo cấu trúc của AMD. Khi có xác nhận như thế này sẽ tăng tỷ lệ win của mình lên rất là cao. Có nghĩa là khi mà cái setup AMD này và cái pha M, cái pha manipulation á, nó chạm vô một cái vùng, nó chạm vô cái vùng supply demand nào đó, thì nó sẽ tăng xác suất win của mình lên, được chưa? Giống như cái con nào đó, đây, giống như cái kèo này ha. Khi mà cái pha M này, khi mà cái pha M này này nó giảm xuống ha, khi mà nó giảm xuống thì đồng thời nó chạm vô một cái vùng margin, được chưa? Cái vùng margin này, từ cái vùng margin này nó CE cho mình tín hiệu tăng, thì cái vùng margin này được gọi là gì? Mitigate, được chưa mọi người? Mitigate ha. Cái vùng mitigate này nó sinh ra, nó tạo cho mình một cái CE. Thì khi mà cái pha M này nó chạm vô một cái vùng demand nào đó mà nó CE cho mình á, thì lệnh này tỷ lệ win của mình rất là cao ha. Tỷ lệ win của mình cực kỳ cao đối với setup này luôn. Còn nếu mà nó fake out xuống mà nó không chạm vô một cái vùng zone nào khác mà nó CE, thì anh em mình vẫn chơi bình thường, nhưng mà tỷ lệ win của mình nó sẽ không được cao so với cái việc mà nó đã được kiểm soát bởi một vùng zone khác ha. Khi mà anh em chơi á, thì anh em cố gắng tìm cho mình những cái kèo có hợp lưu đầy đủ điều kiện như vậy, thì nó sẽ tăng cho anh em được cái xác suất win cao hơn, được chưa? Đây, ở trường hợp này tiếp tục này anh em này. Ở trường hợp này anh em nhìn thấy ha, ở phiên Á nó đang đi sideways trong mỗi cục này, anh em thấy không ạ? Tiếp tục sideways trong mỗi cục này, và tới lúc 14 giờ, có nghĩa là lúc 3 giờ chiều, giá nó fake out lên. Giá nó fake out lên ha. Và tiếp tục không có cái nến nào kêu hết mà nó tiếp tục tiếp diễn này anh em. Tiếp diễn được chưa ạ? Thì ở trường hợp này anh em xác định gì ạ? Xác định fake, nó là break out ha. Xác định là break out thì mình sẽ tìm zone thôi, tìm zone limit thôi, được chưa ạ? Và nó sẽ về, nó test đúng cái zone này và lên ha. Hôm nay chia sẻ cho anh em kiến thức xác định fake out ha. Hy vọng thì anh em có thể áp dụng được và có thể tối ưu được cái hệ thống giao dịch của mình. Xin chào tạm biệt anh em.